Thưa quý vị, thời gian qua, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, triệt phá thành công nhiều đường dây đánh bạc, cá độ bóng đá qua mạng với số tiền lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Qua đó cho thấy tội phạm cá độ trên không gian mạng có xu hướng diễn biến phức tạp, nhất là trong mùa World Cup 2022. Bộ Công an và Công an các địa phương đưa ra nhiều khuyến cáo để người dân không bị mắc bẫy bởi các trò lừa đảo qua mạng. Các đường dây cá độ bóng đá được hình thành bởi các đối tượng cầm đầu tổ chức cờ bạc chuyên nghiệp, thường là những đối tượng hình sự, giới anh chị, móc nối với nhà cái, quản lý các trang web cá độ như m88.com, fan88.com, bóng88.com, có máy chủ đặt tại nước ngoài để thiết lập chia nhỏ cho các chân rết tổ chức cá độ bóng đá trên không gian mạng tại Việt Nam, với nhiều hình thức quảng cáo chào mời hấp dẫn công khai bằng tiếng Việt. Ở Việt Nam thì hoạt động đánh bạc trên không gian mạng nói chung và hoạt động cá độ bóng đá nói riêng thì đã vi phạm pháp luật. Và khi mà tham gia các hoạt động đánh bạc trên không gian mạng và cá độ bóng đá thì người dân thì không chỉ dẫn đến những cái hệ lụy như là bị thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng cuộc sống gia đình, công việc. Thì bên cạnh đó thì người dân khi mà tham gia đánh bạc trên không gian mạng thì đã vi phạm pháp luật của Việt Nam và khi hoàn toàn sẽ bị xử lý theo các quy định của pháp luật Việt Nam. Để chủ động phòng ngừa đấu tranh với loại tội phạm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng, lực lượng công an đã có nhiều khuyến cáo. Để mà phòng tránh cái việc đánh bạc trên không gian mạng trong cái giai đoạn diễn ra vòng chung kết World Cup 2022 thì lực lượng công an tỉnh Bắc Giang cũng khuyến cáo người dân thì là cũng không nên tham gia tổ chức cũng như là đánh bạc trên không gian mạng, không tham gia các hoạt động cá cược bóng đá. Đồng thời cũng không tham gia các cái hoạt động như là đăng tải, chia sẻ, quảng cáo phục vụ cho hoạt động cá độ bóng đá trên không gian mạng vì những hoạt động đó là vi phạm pháp luật. Đồng thời thì cũng khuyến cáo người dân là không cho thuê, mượn hoặc là đứng ra mở tài khoản để cho các đối tượng sử dụng và phục vụ với mục đích là cá độ bóng đá.